Đây, hôm nay mới tắm xong, bỏ tụi nó vào đây cho nó khô người nha mọi người. Đấy, bỏ vô đây cho nó khô. Thả nó ra, nó đi lung tung, nó làm dơ lại. Cho nên cho nó vào trong đây nó ở. Mày coi, mày coi. Ừ, tao thấy yêu. Nhao. Đó, bà đứa nhìn mặt cưng lắm luôn mọi người. Để cho nó vô cái thùng này nó không nhảy ra được. Ở trong đây hồi nào nó khô rồi mình đem nó vô chuồng nha. Cái thùng giấy này nó cũng không đến nổi. Vô đây tha hồ nó quậy luôn. Nó cũng muốn giọt ra nhưng mà cái thùng này nó hơi cao cho nên nó không có giọt ra được nha. Nhìn mặt từ đứa một à. Kiếm, kiếm, mặt yêu đâu, mặt yêu đâu, quay lên coi. Mặt yêu đâu, đứa nào mặt yêu. Ừ. Hai đứa hả? Ở trong đây là nó quậy thoải mái luôn. Có cái gì mà bỏ vô nữa là coi như là nó sực luôn á. Sáng đây chút nữa khô khô rồi bắt đầu cái chuẩn bị có đồ ăn rồi nè. Trời, cạp tay. Ui, bữa nay cạp tống. Hả? Ngón tay á. Con này nước mắt lúc nào cũng đầm đìa. Đây ơi, qua đây. Chuẩn bị được ăn rồi. Do ngoài kia đang sắp đồ ăn ấy cho nên nó lồng trồng rồi lên. Thế mà thôi. Ừ. Bữa nay chạy nhảy đồ ghê gớm lắm luôn. Bữa nay là hơn lúc trước rất là nhiều. À, nó cao nhảy ra không được. Còn hai con kia thì nó nhảy được rồi, nhảy được hả? Còn hai con này ở trong đây quậy xíu quậy à, vô đây mình muốn không tha nữa hả? Con này sung lắm luôn. Con cái đó cái miệng nó to lắm. Còn được thì lúc nào khóa dở. Và cái thì lúc nào bắt không đau miệng. La ý ché rồi nè. Cái thùng giấy này cái màu giống như cái màu của con lông đó ta. Vô đây rồi mà còn quậy ha. Con kia nó chạy ra ngoài kia nó kiếm đồ ăn rồi. Đây, đang nấu đồ ăn á, mà ngoài kia nó sáng quá. Ngoài kia đang nấu đồ ăn cho nó ăn đó nha. Đấy con kia nó ra nó chén rồi trước rồi. Hai con này. Đấy còn hai con này chưa. Hai con này đang ngóng. Quậy chút đi rồi thả ra cho đi ăn. Nó lên. Muốn ra thì nhảy như hai con kia đi rồi nhảy ra đi, đi nhảy ra đi. Nhảy ra tự nhiên tự diễn nhảy ra thử coi để xem nó nhảy ra được mọi người. Đó còn con này cái con kia nó nhảy ra được rồi, chuẩn bị được ăn rồi. Quá mà nhảy không ra nổi. Rồi, cho đi ra ngoài ăn đi. Rồi, đây. Để nghiêng cái này lên cho nó bận nó ra. Coi chừng té cắm đầu. Đấy, ra đây. Chuẩn bị được đồ ăn rồi. Bông bông. Bông bông xem.
Sam Sam ra đây con. Đấy bây giờ bọn nó được ăn mọi người. Thức ăn của bọn nó thịt đồ chiên này kia đó, nó rất là ngon nghe, thơm. Đấy, bên này có hai đồng đội nữa. Qua đây. Ừ. Qua đây. Qua đây. Yuli ăn ké. Yuli đi ăn ké. Đây ăn đi, ăn đi, ăn đi, mau lên. Sao? Đó, 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 dữ à. Đi ăn ké mà cuối cùng làm dữ à. Trời, ngon quá, ăn ké đủ hết người ta đi rồi. Trời, mấy đứa này nhỏ này chạy sát lạng ra đây à. Cái con kia nó đi ăn ké mà làm dữ. Đây đi qua đây, đây, Yuli. Nè, hai đứa qua đây, mau. Nè, nè, nè. Qua đây, qua đây. Qua đây, qua đây, qua đây, nè, ăn đi. Mau. Còn con kia chạy đâu mất tiêu rồi. Đây, đây. Tôi chừa cho bà một tí, tôi lấy cho mấy đứa kia bà nội em là đúng giờ luôn đó. Bà ném rồi coi. Tôi chừa cho bà một miếng bà Ly ơi. Đi ăn ké mà còn đánh cả người ta luôn có dữ. Thôi đi qua đây cho mấy đứa ăn. Đây qua đây được ăn rồi. Đây đồ ăn là đồ chiên rồi rất là ngon nha, nhìn thơm nước mũi luôn mọi người. Để thịt chiên. Đâu ai rồi, con kia không ăn à? Không ăn rồi đó. Đây vô qua đây, qua đây. Rồi đi qua đây ăn con. Đây, nói kêu rồi chạy qua đây. Con chó mẹ giận lẫy gì bỏ trốn rồi. Rồi hai con no đi rồi. Hai con no đi, còn con này chưa. Bỏ này nhìn. Ủa đứa nào chạy ra ngoài kia rồi. Đó đó chạy ra ngoài đi. Rồi bỏ luôn hả? Nó hả? Được rồi, ăn đi. Mau lên. Con nằm chi vậy? Chút xíu là nó nó quét ra lại đi. Vô đây, hai mẹ con ơi. Mau. Biểu biểu. Để cái trường là chưa lành mà nghe bún lộn là chạy đi theo rồi đó. Đó, nhảy giò hôm bữa, chưa sợ. Nó kiếm chỗ nó thăng đường rồi đó. Đó đi chân rồi là nhát khoái bính lộn lắm. Đi coi. Ừ. Rồi cho hôm nay mình quay tới đây thôi. Để xin tức thúc lại mọi người. Để bắt vào đâu bỏ vô trong chuồng hết. Để nó chạy lùm lum ra ngoài để cắn nhau vài giờ nữa.